Thưa quý vị, video âm nhạc thành công đầu tiên được thực hiện qua Zoom. Việc đóng cửa toàn cầu do đại dịch coronavirus đã khiến cho nhóm nhạc Rock Thảo and The Get Down Stay Down tung ra một video âm nhạc mang đầy tính sáng tạo. Ca sĩ kim nhạc sĩ Thảo Nguyễn và nhóm của cô đã sử dụng ứng dụng hội nghị truyền hình Zoom để thực hiện video âm nhạc mới nhất của họ tên là Phenom. Họ sử dụng những ô camera cứng ngắc của ứng dụng này để quay video với những điệu nhảy thú vị, khiến cho đoạn video dài 3 phút này trông như là một cái kinh vạn hoa. Video này phá vỡ giới hạn của Zoom, cho thấy là khả năng và sức sáng tạo của con người, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng cách để rũ bỏ sự buồn chán của việc cách ly xã hội chính là thông qua sự sáng tạo vốn có của chúng ta. Khúc đầu của video trông giống như là các cuộc họp trực tuyến bình thường, với hình ảnh cô Thảo Nguyễn đang nhìn vào màn hình máy tính. Dần dần, 8 người khác xuất hiện xung quanh cô qua các ô camera. Sau đó thì họ bắt đầu nhảy và các ô camera được kết hợp với nhau để tạo nên một bài nhảy độc đáo. Theo tờ Washington Post đưa tin thì từ khi bắt đầu ý tưởng này cho đến khi video được hoàn thành, nhóm của cô chỉ mất vỏn vẹn có 6 ngày.